Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Gương thanh niên ở Ninh Bình sản xuất kinh doanh giỏi. Gìn giữ nghề đan đó sọ truyền thống ở xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Gặp gỡ những học sinh có niềm đam mê sáng tạo khoa học tại Hải Dương. Bắc Ninh tư vấn hướng nghiệp cho học sinh và hệ lụy khi chọn sai nghề. Ẩn họa từ các cơ sở thu mua phế liệu trong khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp, khắc phục tình trạng ruộng đất bị bỏ hoang, gia đình chị Nguyễn Thị Hải và anh Trần Huy Tưởng ở thôn Triều Dương, xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đã đầu tư tích tụ 20 ha đất cấy lúa hiệu quả thấp và bỏ hoang sang mô hình phát triển kinh tế VAC. Trên diện tích 20 ha được quy hoạch 4 ao nuôi cá và lấy nước tưới, còn lại là vườn chuyên trồng cây ăn quả, chủ lực là cây cam vinh, cam canh, xoài, nho. Đây là mô hình mới phát triển, chưa được khai thác giá trị cây trồng vật nuôi, nhưng hứa hẹn đạt giá trị kinh tế cao hơn cây lúa. Được biết, tại xã Chi Lăng Nam, hiện có 5 mô hình VAC quy mô từ 5 ha trở lên đã và đang cho hiệu quả kinh tế cao. Làm giàu trên chính mảnh đất quê hương là mong ước của rất nhiều đoàn viên thanh niên nông thôn. Đối với anh Đỗ Văn Chi ở xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình cũng vậy. Với bản tính cần cù sáng tạo, anh đã khởi nghiệp thành công và mô hình trang trại tổng hợp cho thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sau khi tốt nghiệp trung cấp nghề, ngành chăn nuôi và thuốc thú y, anh Đỗ Văn Chi sinh năm 1992 quyết tâm về địa phương để phát triển kinh tế bằng mô hình chăn nuôi. Những ngày đầu lập nghiệp, anh Chi quyết định đưa các loại con như hươu, lợn rừng, nhím về nuôi để tận dụng diện tích đất vườn đồi rộng hơn 10 ha của gia đình và cung cấp nguồn thực phẩm chất lượng cao ra thị trường. Khu vực mình là rừng núi nó nhiều, đưa con lợn với con hươu về khu vực mình thì mình thấy là dòng này nó sức đề kháng cao, ít khi có bệnh tật. Nó chỉ mình chỉ cần đảm bảo về đồ ăn uống nó là con vật nó đã khỏe mạnh bình thường. Đến nay sau hơn 5 năm, mô hình đã được phát triển với quy mô lớn. Từ việc duy trì nuôi thường xuyên gần 100 con hươu lấy thịt và nhung, 50 con lợn rừng và hàng trăm con gà, tổng thu nhập một năm của gia đình có thể lên tới 600 triệu đồng. Mô hình cũng tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động địa phương. Đầu năm 2018 này, anh đã liên kết với nhiều hộ chăn nuôi cây con đặc sản trên địa bàn thành phố Tam Điệp, tham gia hợp tác xã nông sản để cùng sản xuất nguồn thực phẩm an toàn, đồng thời hỗ trợ nhau về giống, vốn, kỹ thuật chăn nuôi. Với những thành tích nổi bật, anh Đỗ Văn Chi là một đoàn viên thanh niên tiêu biểu trong phát triển kinh tế tại địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, đổi mới. Toàn tỉnh Nam Định có khoảng 120 làng nghề truyền thống sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trong đó 94 làng nghề cũ và 30 làng nghề mới được khôi phục và phát triển thành công. Qua các chương trình đề án khuyến công xúc tiến thương mại đã triển khai như dạy nghề, hỗ trợ kinh phí xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới, đầu tư đổi mới máy móc thiết bị hiện đại để sản xuất tham gia các hội chợ, đã chú ý ưu tiên đối tượng doanh nghiệp trong các làng nghề. Ở nhiều địa phương như Hải Hậu, Xuân Trường, Ý Yên, Nam Trực đã hình thành được đội ngũ doanh nghiệp làng nghề đông đảo. Ngoài một số làng nghề truyền thống ở các xã thị trấn phát triển được đội ngũ doanh nghiệp tương đối bền vững, hoạt động ổn định, còn rất nhiều làng nghề truyền thống hoạt động trầm lắng, mai một do thiếu vai trò kích cầu của các doanh nghiệp làng nghề. Nghề đan đó sọ ở xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên là một nghề đã có hàng trăm năm tuổi. Ngày nay mặc dù sức tiêu thụ cùng nhu cầu thị trường dần giảm sút, nhưng những người dân nơi đây vẫn duy trì và giữ gìn làng nghề ông cha để lại. Nghề đan đó tập trung ở hai thôn Tất Viên và Nội Lăng của xã Thủ Sĩ. Nguyên liệu để làm ra những chiếc đó sọ là nứa được chuyển từ trên rừng về. Trong đó có nhiều loại như đó ken, đó si và đó cá. Thường có hình bầu dục, đuôi nhọn và miệng nắp nhỏ tròn. Để đan được một chiếc đó như thế này, thợ lành nghề nhất cũng mất từ 2 đến 3 tiếng. Giá thành tùy thuộc vào từng loại đó, dao động từ 10.000 đến 40.000 đồng một chiếc. Thị trường tiêu thụ chủ yếu trong tỉnh và một số tỉnh lân cận. Mặc dù không phát triển mạnh như những năm trước, nhưng nghề đan đó sọ vẫn mang lại niềm vui và là nguồn thu nhập chính cho những lao động lớn tuổi ở làng.
Thưa quý vị và các bạn, mua phế liệu là nghề đem lại thu nhập ổn định cho nhiều người lao động. Tuy nhiên, thời gian qua, trên địa bàn cả nước đã xảy ra rất nhiều vụ cháy nổ liên quan đến các kho phế liệu gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, tạo tâm lý hoang mang lo sợ cho nhân dân. Trên địa bàn tỉnh Hà Nam hiện nay cũng có rất nhiều các cơ sở thu mua phế liệu nằm ngay trong khu dân cư. Và hầu hết các cơ sở này đều không được trang bị các phương tiện để phòng chống cháy nổ nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn. Phản ánh của phóng viên thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nam về vấn đề này. Trên địa bàn Hà Nam hiện có rất nhiều cơ sở thu mua phế liệu nằm ngay trong các khu dân cư đông đúc. Hàng ngày, một lượng lớn phế liệu từ những người thu mua nhỏ lẻ ở các nơi được tập kết về đây. Với không gian chật chội, cơ sở nào cũng chất la liệt những vật liệu dễ cháy nổ như giấy vụn, bìa cắt tông, thiết bị điện tử, bình ga cũ, bình oxy, bình nén khí. Đáng lo ngại là các cơ sở này hầu hết đều không được trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy. Do nhận thức còn hạn chế, lại thêm tâm lý chủ quan trước những nguy cơ về mất an toàn phòng chống cháy nổ, cho nên phần lớn người kinh doanh phế liệu cứ thấy vật gì bằng sắt vụn là sẵn sàng thu mua, không phân biệt phế liệu đó là vũ khí, vật liệu nổ. Bên cạnh đó, việc phân loại, cưa cắt phế liệu chủ yếu diễn ra bằng phương pháp thủ công. Nhiều cơ sở tự phát không có giấy phép đăng ký kinh doanh nhưng vẫn hoạt động, làm ảnh hưởng đến mỹ quan, gây ô nhiễm môi trường xung quanh và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Trừ những hàng cấm như bom mìn là bọn em không thu mua. Hay những hàng ăn trộm ăn cắp là công an người ta cũng có nó trước, bọn em là bọn em không thu mua, còn mua những cái đồ dân dùng bỏ đi thôi. Tất cả các loại, có nghĩa là dân mình thải ra cái gì thì mua cái đấy. Em trở lên các nhà máy em nhập, ví dụ bìa thì em trở sang công ty bìa bên kia nhập thì họ lại tái sinh ra bìa mới. Còn những cái phế sắt này thì trở lên trên Thái Nguyên, Bắc Linh, Bắc Giang đấy, trên Từ Sơn, Bắc Ninh đấy là họ nấu ra phôi, cán ra sắt mới. Nói chung chúng em làm này chúng em phải phòng dự phòng của chúng em cao lắm. Cái này là thứ nhất là nó rất độc hại mà nó bẩn thỉu, nó hay bị ô nhiễm môi trường thì chúng em cũng phải... Những cái gì sạch sẽ chúng em mua còn nó bẩn mà cảm thấy không an toàn thì chúng em không mua. Đấy. Trên thực tế, hoạt động thu mua phế liệu là một hình thức kinh doanh góp phần làm sạch môi trường, tiết kiệm nguồn tài nguyên, mang lại việc làm, nguồn thu nhập cho nhiều lao động. Song thời gian qua, hoạt động kinh doanh này phát triển một cách tự phát, gây ra nhiều hệ lụy. Càng nguy hiểm hơn khi các cơ sở này tồn tại ngay trong các khu vực có đông dân cư sinh sống. Để ngăn ngừa tình trạng ô nhiễm môi trường cũng như những nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra, cần sớm có sự vào cuộc của các ngành chức năng trong việc quản lý, kiểm tra, tăng cường tuyên truyền, giáo dục để nâng cao ý thức của người kinh doanh phế liệu về việc tuân thủ những nội quy quy định trong việc đảm bảo cảnh quan môi trường an toàn, phòng chống cháy nổ. Nhiều địa phương trong tỉnh Thái Bình đã xóa bỏ những bãi rác thải tự phát. Tuy nhiên, thay vào đó, ở một số địa phương lại xảy ra tình trạng xả rác xuống các lòng sông. Những con sông làm nhiệm vụ tưới tiêu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và phục vụ đời sống dân sinh thì nay đang phải gồng mình để chứa đựng cả rác thải. Tấm biển này được Ủy ban Nhân dân thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà cắm ngay tại chân cầu này, đoạn sông thuộc địa phận của thị trấn Hưng Nhân. Không những cắm một biển mà có những tới hai tấm biển cấm đổ rác. Thế nhưng ngay dưới chân hai tấm biển lại có đủ các loại rác. Đây là con sông Sa Lung, một trong những con sông quan trọng của huyện Hưng Hà, trực tiếp cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và phục vụ đời sống dân sinh cho nhiều địa phương của huyện. Không những thế, con sông này còn cung cấp nước nguồn cho cả hệ thống thủy nông Bắc của tỉnh. Thế nhưng ngày qua ngày, dòng sông đang phải hứng chịu cảnh người dân xả rác thải sinh hoạt xuống dòng sông, thậm chí có cả những xác động vật. Rác nó đọng ở đây thường xuyên là hầu như là năm nào cũng có những vài tháng những các cái trường hợp nó đọng ở đây như thế này, mùi thối ô nhiễm lắm. Thế mà bây giờ thì sự mong mỏi của người dân ở cái xóm chúng tôi là bây giờ làm sao mà mong mỏi đối với nhà nước là làm sao có cái phương hướng để mà giải tỏa được cái đầu cống này cho nó sạch sẽ đi. Đoạn sông từ xã Tân Lễ đến thị trấn Hưng Nhân dài khoảng 6 km nhưng tất cả đều đầy rác. Một lượng lớn rác thải từ đầu nguồn chảy dồn xuống đoạn thuộc thị trấn Hưng Nhân. Đến đây thì bị chặn lại và dồn ứ từ ngày này qua ngày khác, bốc mùi hôi thối. Trong cái quá trình tổ chức thực hiện thì cũng là biện pháp là tuyên truyền và vận động là chính. Còn thực chất ra mà nói thì cái mà xử phạt thì đến nay cũng chưa xử phạt được. Cũng là con sông Sa Lung, nhưng đoạn thuộc địa phận xã Văn Lang cũng đang ngày đêm chứa rác. Dòng sông trước kia vốn dài, rộng, đẹp là thế, nhưng giờ đây rác hiện hữu hàng ngày trôi nổi lênh bềnh khắp mặt sông.
đi xuôi xuống một đoạn không xa về phía xã Minh Khai, chạy dài theo bờ sông này cả chục mét và tràn xuống sông, không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn gây ô nhiễm nghiêm trọng tới nguồn nước sông. Vì vậy rất cần sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương để trả lại sự trong lành yên bình của các dòng sông. Huyện Đoàn Tiền Hải phối hợp với Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 450 người nghèo, người có công ở xã Vũ Lăng và xã Đông Hoàng. Hoạt động ý nghĩa này được Đoàn Thanh niên huyện Tiền Hải tích cực triển khai trong nhiều năm gần đây nhằm góp phần chung tay chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt là những người nghèo ít có điều kiện được khám bệnh thường xuyên. Qua đó đã giúp cho người dân phát hiện và điều trị bệnh kịp thời. Hoạt động này thể hiện tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ huyện Tiền Hải vì cuộc sống cộng đồng. Nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định phối hợp với Hội Phụ nữ xã Xuân Tân tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ đàn và hát dân ca. Trong những năm gần đây, với niềm say mê cùng tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc, các hạt nhân văn nghệ của xã Xuân Tân đã luyện tập và biểu diễn nhiều tiết mục có chất lượng tham gia vào các kỳ hội diễn, các buổi giao lưu nghệ thuật và nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Ngoài những làn điệu dân ca truyền thống của quê hương như chèo, ca trù, chầu văn, các hội viên trong câu lạc bộ còn sáng tác, sưu tầm và biểu diễn các làn điệu dân ca ba miền Bắc Trung Nam. Việc thành lập câu lạc bộ đàn và hát dân ca là cơ sở để câu lạc bộ tiếp tục có những bước phát triển mới theo hướng chuyên nghiệp và đóng góp nhiều hơn cho phong trào văn hóa, văn nghệ của địa phương. Với niềm đam mê sáng tạo khoa học, em Vũ Thanh Thủy, học sinh lớp 12 toán và em Nguyễn Hoàng Nam, lớp 11 lý, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương đã chế tạo ra robot trinh sát và chống khủng bố. Trong cuộc thi khoa học kỹ thuật năm học 2017-2018, khu vực phía Bắc tổ chức tại Nghệ An, sản phẩm của hai em đã đạt giải nhì. Vượt qua hàng trăm sản phẩm tham dự cuộc thi khoa học cấp quốc gia, khu vực phía Bắc, dự án của Thủy và Nam nhận được đánh giá cao của ban giám khảo và những khán giả đến tham quan bởi sự độc đáo, mang tính thời sự và có khả năng ứng dụng vào thực tiễn khá cao. Khi được hỏi tại sao các em lại chọn đề tài này, cả Thủy và Nam đều tâm sự rằng mong muốn của các em là chế tạo ra một sản phẩm để phòng chống khủng bố, thay thế con người trong những môi trường nguy hiểm và rủi ro cao. Trong quá trình bọn em nghiên cứu và phát triển đề tài thì bọn em cũng gặp rất nhiều các khó khăn như là việc chế tạo các chi tiết cơ khí cho robot hay là việc lập trình các phần mềm nhúng con robot, thì bọn em đã cùng nhau phối hợp nhờ các giáo viên trong hội đồng khoa học trong nhà trường thì bọn em đã từng ngày vượt qua được các khó khăn. Trong cuộc thi vừa qua, sản phẩm robot trinh sát và chống khủng bố của Thủy và Nam đã nhận được những lời khen ngợi, đánh giá cao của ban giám khảo. Nếu được đầu tư đầy đủ hơn nữa, chắc chắn những sản phẩm như thế này sẽ được hoàn thiện tối ưu và có nhiều điều kiện để thử nghiệm trong thực tiễn. Thực tế, tình trạng nhiều sinh viên ra trường không có việc làm hoặc có việc làm nhưng không đúng chuyên ngành đào tạo đang là vấn đề nóng và là nỗi lo gây lãng phí rất lớn nguồn nhân lực của xã hội, đặc biệt trong thời kỳ hội nhập và phát triển hiện nay. Tỉnh Bắc Ninh, nhiều giải pháp đã được các nhà nghiên cứu, quản lý giáo dục và các tổ chức xã hội đưa ra. Những năm qua, tỉnh Bắc Ninh đã quan tâm bước đầu làm khá tốt công tác hướng nghiệp, phân luồng cho học sinh, đặc biệt là sự vào cuộc của ngành giáo dục và đào tạo, tỉnh đoàn thanh niên. Ở bậc phổ thông, ngay một số trường trung học cơ sở đã tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp học sinh và hoạt động này lại càng được các trường trung học phổ thông coi trọng. Tại trường trung học phổ thông Nguyễn Đăng Đạo, huyện Tiên Du, năm nay chương trình tư vấn hướng nghiệp được tổ chức cho cả học sinh khối 11 và 12 với hơn 1.000 học sinh tham gia. Đây được coi là việc làm có ý nghĩa thiết thực cho công tác phân luồng hướng nghiệp học sinh trước ngưỡng cửa cuộc đời. Sự hứng thú của học sinh cũng như những thông tin thiết thực tại buổi trao đổi đã nói lên nhiều điều về vai trò việc tư vấn định hướng nghề nghiệp cho học sinh, đặc biệt trong thời điểm hội nhập hiện nay. Cùng với việc trang bị những kiến thức cần thiết về định hướng nghề nghiệp, việc chủ động triển khai hoạt động tư vấn hướng nghiệp sớm sẽ góp phần để mỗi học sinh có cơ hội khám phá chính mình, qua đó phát hiện thế mạnh, nuôi dưỡng ước mơ, có quyết định sáng suốt lựa chọn ngành nghề phù hợp với bản thân, gia đình và xã hội. Sau 8 tháng đi vào hoạt động, mô hình thư viện xanh của trường Trung học cơ sở Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đã trở thành một điểm đến thú vị, thu hút các em trong nhà trường mỗi giờ nghỉ giải lao, khơi gợi trong các em niềm đam mê đọc sách, ý thức tự giác ham học hỏi của các em học sinh nơi đây.
mô hình thư viện xanh là loại hình thư viện mở đặt ngay dưới sân trường, gắn với thiên nhiên và các hoạt động ngoài giờ của các em học sinh do tỉnh đoàn Hưng Yên xây dựng và phát triển từ cuối năm 2017. Đến với thư viện xanh trường trung học cơ sở Dị Chế, các em học sinh được làm quen, đọc và tìm hiểu trên 1.000 đầu sách với nhiều thể loại như báo tạp chí thiếu niên, các đầu sách kỹ năng sống, sách tham khảo học tập. Để tránh nhàm chán, nhà trường thường xuyên phối hợp với các nhà tài trợ, phụ huynh học sinh, giáo viên để quyên góp sách, truyện, tạo nguồn sách phong phú, đa dạng đến các em. Các em chủ động tìm những cuốn sách mình yêu thích mà không cần đăng ký, ký mượn để đọc. Đọc xong tự tác để lại tủ sách. Từ đó giúp các em học sinh trong nhà trường nâng cao tinh thần học tập, ý thức tự tác trau dồi kiến thức của các em, tiến bộ rõ rệt, tạo không khí thi đua học tập rộng khắp đến cả cô và trò trong nhà trường. Trường Tiểu học Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình vừa phối hợp với Trung tâm Thanh Thiếu niên tỉnh Ninh Bình tổ chức ngày hội Thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn và ra mắt câu lạc bộ Năng khiếu. Trong ngày hội Thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn, các em học sinh trường Tiểu học Ninh Khánh được thỏa sức vào các hoạt động hát múa, màn biểu diễn võ thuật của câu lạc bộ võ thiếu lâm của nhà trường trong không khí vui tươi sôi nổi. Cũng trong ngày hội, trường Tiểu học Ninh Khánh đã ra mắt các câu lạc bộ nghệ thuật măng non, bơi lội, võ thiếu lâm và bóng đá dành cho các em học sinh trong nhà trường. Với việc thành lập các câu lạc bộ năng khiếu, được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, tạo môi trường học tập lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực, tinh thần, trang bị kỹ năng hoạt động nhóm, trải nghiệm hướng nghiệp, giúp các em phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ theo đúng định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhân dịp này, Trung tâm Thanh Thiếu nhi tỉnh đã trao tặng 10 triệu đồng hỗ trợ nhà trường xây dựng điểm sinh hoạt vui chơi. Đoàn phường Ninh Khánh trao quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập. Thường xuyên phối hợp với đội cảnh sát giao thông trật tự và cơ động, công an huyện để tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông và nhắc nhở các trường hợp vi phạm. Đó là một nội dung nằm trong chương trình xây dựng cổng trường an toàn giao thông của trường Trung học phổ thông Hàn Phúc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, được triển khai trong tháng thanh niên năm 2018. Để việc xây dựng cổng trường an toàn giao thông đạt hiệu quả, Đoàn Thanh niên trường Trung học phổ thông An Phúc, huyện Hải Hậu đã thành lập đội thanh niên tình nguyện giữ gìn nền nếp trường lớp và trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường, gồm 10 học sinh đại diện cho các khối lớp, phối hợp với đội cảnh sát giao thông, trật tự và cơ động công an huyện hướng dẫn điều hòa giao thông ở cổng trường, theo dõi, giám sát nhắc nhở và thông báo cho đoàn thanh niên nhà trường những trường hợp cố tình vi phạm. Thông qua đó, nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về giao thông và xây dựng văn hóa giao thông trong mỗi thầy cô và học sinh nhà trường. Cùng với xây dựng cổng trường an toàn giao thông, thời gian tới đoàn trường Trung học phổ thông An Phúc sẽ giao cho các khối lớp xây dựng tuyến đường an toàn giao thông trên từng chặng đường đi học. Quý vị và các bạn thân mến, hưởng ứng tháng thanh niên năm 2018, các cấp bộ đoàn tuổi trẻ toàn tỉnh Bắc Ninh đã triển khai đa dạng các hoạt động, xây dựng được nhiều công trình phần việc thanh niên có ý nghĩa vì cộng đồng. Qua đó góp phần không ngừng củng cố, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, đồng thời khẳng định vị trí, vai trò của đoàn, lan tỏa sức trẻ trong xã hội. Tháng thanh niên năm 2018, các cấp bộ đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai tích cực với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa. Trong tháng, toàn tỉnh đã trồng và chăm sóc được gần 80.000 cây xanh với tổng trị giá trên 11,9 tỷ đồng, khơi thông được 17,5 km kênh mương nội đồng phục vụ cho bà con nông dân. Xây dựng một công trình sân bóng đá cho thanh thiếu nhi trị giá 30 triệu đồng, tư vấn nghề nghiệp giới thiệu việc làm cho 5.500 đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh, khám bệnh và cấp phát thuốc cho 450 đối tượng trẻ em, có hoàn cảnh khó khăn, người có công, thương binh, gia đình chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 67 triệu đồng, cùng nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của đơn vị địa phương và của tỉnh. Phải nói rằng là cái hoạt động của tháng thanh niên năm 2018 của tỉnh Bắc Ninh đến giờ phút này đã thực sự thể hiện cái sức trẻ của thanh thiếu nhi Bắc Ninh, đã tạo cái sự lan tỏa của tuổi trẻ, của sức sáng tạo đối với các hoạt động đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Và cũng là cái kết quả của tháng thanh niên cũng đã thể hiện được rằng là tuổi trẻ Bắc Ninh đã thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 11 và Đại hội đoàn toàn tỉnh Bắc Ninh lần thứ 14.
để triển khai có hiệu quả tháng thanh niên năm 2018, ngay khi có kế hoạch tháng thanh niên của Trung ương Đoàn, tỉnh Đoàn đã chủ động xây dựng chương trình hành động với nội dung hướng dẫn cụ thể tới 18/18 đơn vị đoàn cấp huyện và đoàn trực thuộc. Song song với đó, duy trì tốt công tác giám sát kiểm tra, phân công các ban, bộ phận chuyên môn, đôn đốc hướng dẫn cơ sở và hàng tuần đều có báo cáo kết quả triển khai các hoạt động. Do vậy, các cấp bộ đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã bám sát nội dung chỉ đạo của đoàn cấp trên gắn với các nhiệm vụ chính trị xã hội của đơn vị, địa phương để thực hiện có hiệu quả, qua đó khẳng định được vai trò của thanh niên trong các hoạt động an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.